Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Pechanga Resort and Casino. Quý vị có bao nhiêu chương mục về hưu? Đây là thời điểm tốt nhất liên lạc ngay với anh Ted Ngô CFP 714-377-8700. Chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714-891-8028. Dình giữ cặp mắt tốt cho một tương lai sáng lạng với bác sĩ Vương Linh Chi 714-530-2006. Simon Nguyễn giúp giảm nợ tín dụng tới 75%, trả thẳng chủ nợ không qua trung gian văn phòng dịch vụ. HT Learning Center, sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Thảo Yên Hoàng Trọng Thủy trở lại với quý khán thính giả, và trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng Thảo Yên đã đề cập đến một tai nạn máy bay, nhưng mà trong cái bản tin đó cho thấy rằng là tình yêu của một người dành trọn hết cho người đối diện của mình và đã hy sinh để mà cứu sống người yêu. Tuy nhiên đây là một cái bản tin phải nói rằng quá vô lý luôn. Biển thì mênh mông vậy mà vẫn có những cái chiếc tàu nó đụng nhau, mà bầu trời nó mênh mông như vậy mà tại sao hai chiếc máy bay nhỏ xíu à? Đây là loại Cessna. Đây là hình ảnh tại hiện trường ở Alaska, thưa quý vị. Cách thành phố Anchorage khoảng 40 dặm về hướng Tây. Hai chiếc máy bay gây tai nạn là chiếc Cessna 208 chở 3 người và chiếc thứ nhì là chiếc Piper PA-18, 2 người. Và có thể mỗi một chiếc máy bay họ có một cái cao độ bay và một cái đường riêng. Vâng. Và trên màn hình radar thì họ phải nhìn thấy cao độ đó, cũng như họ có thể biết được chiếc máy bay nào đang tiến tới. Thì theo cái cuộc thăm điều tra đầu tiên đó, là có thể là một trong cái hệ thống radar của một trong hai chiếc máy bay đã sai lạc. Và người phi công đang điều chỉnh tốc độ cao của mình. Mà cái khổ nỗi đó, thưa quý vị, nếu mà không có cái máy biết được cái độ cao của mình bao nhiêu, làm sao mình biết được máy bay nó bay làm thế nào mình giữ được cái độ cao, cũng như mình giữ được cái tốc độ, mình không thể nào mình biết được hết đó. Phải có máy hướng dẫn, giống như quý vị lái xe, quý vị không thể nào biết được rõ là mình có thể cảm giác, chẳng hạn đi đường trong quý vị có cảm giác là mình đang lái với tốc độ 20-30 dặm. Nhưng mà cái cảm giác đó hoàn toàn khác với con số thực tế. Mà chỉ cần cách nhau có thậm chí vài feet thôi, 5-10 feet thôi là tai nạn có thể xảy ra. Hiện nay, cơ quan FAA điều tra về hàng không đang theo dõi lại tất cả các dữ kiện. Mà trước đó thì trạm không lưu của phi trường Anchorage đã báo là họ đã bị mất liên lạc với một trong hai chiếc máy bay này. 5 người thiệt mạng trong tai nạn này, thưa quý vị. Và bản tin thứ nhì cũng rất là quan trọng ngày hôm nay, sau khi một thời gian mà nghe nói đến dịch của siêu vi khuẩn Zika hiện diện ở tại Miami. Chúng tôi xin hỏi cô Thảo Yên là nếu hôm nay tôi tặng cho cô một cái vé để mà tới khu vực Miami đi tắm biển vui vẻ mà hạnh phúc, mà trong lúc đó Thảo Yên đang có người yêu rồi chuẩn bị có con, nó có dám tới đây không? Tôi không ạ. Thưa quý vị, đó là chắc chắn là như thế. Nếu mà tôi như Thảo Yên, tôi cũng cảm ơn anh Thủy. Xin anh trao tiền mặt. Thanks, but no thanks. Tình hình của Miami và các vùng lân cận sau khi chính quyền khuyến cáo là siêu vi khuẩn Zika đã ban hành. Ngày hôm nay, trong một cuộc thăm dò mới nhất về y tế, người ta hỏi đúng một câu hỏi đó, đặc biệt với người phụ nữ đang chuẩn bị có con, thì hầu hết đều nói no. No, thank you. Điều này sẽ gây hại đến khu vực mà nổi tiếng là du lịch, không những ở Miami mà tại các thành phố khác nữa, thưa quý vị. Chúng tôi dự trù sẽ tham dự một đám cưới của một người cháu ở Miami vào 2017. Vâng. Sang năm rồi. Chúng tôi dự trù sẽ sang đây, và năm ngoái chúng tôi đi đến Key West. Và quý vị có biết không, khi mà chúng tôi mở cửa ra, mà xui cho mình á, máy bay đáp xuống là buổi tối. Lấy chiếc xe, mướn xe chạy đến cái vùng Key West là buổi tối, đến đó nó cũng 9 giờ tối rồi. Mở cửa xe ra, mình đâu có ngờ, mở cửa xe, nó có khoảng 30.000 con muỗi. Chúng tôi có cảm giác như thế. Nó bay tới, sau khi nó thấy mùi của người con người đó, nó bay tới. Mình không biết cái chuyện, lẽ ra mình phải mang thuốc xịt mũi mình xịt trước khi mình bước ra khỏi xe, phải không? Vâng. Nó bay
khủng khiếp luôn, một cái nùi mũi. Và đó là ở Florida. Nếu quý vị sống ở Florida thì ai hầu như cũng quen với chuyện mũi mồng hết rồi. Mà lúc anh đi đó là mùa hè hả? Tôi đi vào mùa hè vào tháng 8 năm ngoái. Và đến đây và... Nhưng mà ngày hôm sau thì mình học được cái bài học rồi. Trước khi mà đi vào trong xe đó là xịt hết. Mở cửa ra một cái là chạy thật nhanh. Mà quả nhiên hay thật. Sau khi đã xịt mũi rồi thì không có con nào nó tới hết. Thì mới chạy vào trong nhà để kịp được thôi. Cho nên ngay bây giờ thì warning issue cho khu vực của Miami cũng như neighborhood, tức là cái vùng lân cận. Nhất là những quý vị phụ nữ đang mang thai thì đừng có hòng các bà đi. Các bà mà muốn có thai hoặc là mới biết mình có thai là tuyệt đối họ không ai dám muốn đến Florida hết trơn. Và thưa quý vị, bản tin tiếp theo là một tin vui. Sau những cái tin mà căng thẳng không được vui cho lắm, thì nếu quý vị nào mà thích ăn Chipotle thưa quý vị, thì dạo gần đây là Chipotle đang trong quá trình là muốn lôi kéo khách hàng quay trở lại sau cái cơn scandal từ năm ngoái là Chipotle bị một trận scandal dịch. Là gì? Tai tiếng. Xin cảm ơn anh. Và năm ngoái thì Chipotle bị sự lan truyền của virus E. coli thưa quý vị, cho nên là doanh thu đã sụt giảm một cách thê thảm luôn. Thế là cho nên là bắt đầu từ năm nay thì họ đã ra rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi, mà chẳng hạn như là vào tháng 6 vừa rồi đó thì họ có cái chương trình là nếu mà quý vị mua một cái bánh burrito từ 6 đồng trở lên và mua liên tục trong 4 lần thì lần thứ 5 quý vị sẽ được ăn free. Và nếu như quý vị không lấy cái lần thứ 5 đó free thì quý vị cứ tiếp tục tích trữ số tiền credit để đổi lại lấy những cái món quà tặng như là mũ hoặc là áo. Thì vào ngày hôm qua thì Chipotle tiếp tục đưa ra một cái chương trình khuyến mãi nữa là bắt đầu từ tháng 9 vào mỗi chủ nhật thì quý vị nào mà dắt trẻ em đi vào đây, trẻ em sẽ được ăn free. Nhưng mà chỉ có ngày chủ nhật mà thôi. Và cái menu cho trẻ em được ăn free cũng khá là phong phú, khi mà có burrito nè, rồi salad, rồi tortilla nữa thưa quý vị. Thì nếu mà ai mà đam mê những món ăn của nhà hàng Mexico này thì quý vị nên đến thử Chipotle vào mỗi chủ nhật nha quý vị. Khác với những cái khuyến cáo về việc sử dụng cần sa, thưa quý vị, các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy người lớn ngày càng có quan điểm dễ dãi hơn đối với việc tiêu thụ cần sa. Hiện nay có khoảng 12 tiểu bang cho phép sử dụng cần sa vào mục tiêu chữa bệnh, nhất là những cái bệnh về đau nhức và kể cả những bệnh nhân về ung thư nữa. Hút cần sa sẽ giúp họ làm giảm cơn đau. Và cái quan điểm thứ nhì về vấn đề y tế đó là trị đau nhức nữa, thưa quý vị, cũng như là có khoảng hiện nay 4 tiểu bang bao gồm Colorado, Washington và Oregon, thêm một tiểu bang đó nữa là California. California trong một tương lai gần, trong vòng 2 tháng nữa thôi, người dân California sẽ đi bỏ phiếu để quyết định xem có cho phép sử dụng cần sa trong mục tiêu giải trí hay không. Giải trí? Trong túi của Thảo Yên trong tương lai có thể có được 2 gram cần sa mà không sợ bị bắt. Thảo Yên có thể đứng ra ngoài cửa và hút thoải mái. Vâng, nếu mà luật được thông qua vào tháng 11 này. Thế nhưng các cuộc thăm dò mới nhất phỏng vấn nửa triệu người sử dụng cần sa và người lớn. Thưa quý vị, nửa triệu người đều nói họ đã thay đổi quan điểm. Họ thấy rằng, bây giờ cái chuyện mà sử dụng cần sa là cái chuyện cũng chấp nhận thôi. Người ta hút thuốc còn nguy hiểm hơn nữa mà. Cần sa đâu có gì là nguy hiểm đâu. Okay. Thế nhưng thăm dò và cũng như nghiên cứu của khoa học gia họ nói rằng sử dụng cần sa lâu dài sẽ bị những cái chứng bệnh về thần kinh. Tức là lãng đãng á, có những cái suy nghĩ lệch lạc. Và nếu những người nào mà sử dụng cần sa từ trẻ mà nó cứ đều cho đến khi về trung niên đó, thì có khả năng bị những cái căn bệnh về hoang tưởng, psychosis. Những cái bệnh về thần kinh á, thấy có người nói chuyện với mình hay là thấy ảo giác á, có thể xảy ra. Vâng, chúng tôi rất tiếc phải chia tay với quý vị trong chương trình tin tức vào buổi sáng ngày hôm nay. Kính mời quý vị tiếp tục giữ băng tần 57.7 theo dõi các chương trình thường lệ của đài. 5 giờ chiều hôm nay chúng tôi trở lại để gửi đến quý vị phần tin cập nhật trong ngày. Vâng, Thảo Yên và Hoàng Trọng Thủy kính chúc quý vị một ngày làm việc thật vui và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.